chương trình được thực hiện và phát sóng vào lúc 17 giờ trên VTV3 chủ nhật hàng tuần nhằm phổ biến kiến thức pháp luật cho tất cả những người dân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và điều đặc biệt, nếu như chuẩn chỉ thì chúng ta sẽ mang rất nhiều tiền từ chương trình về. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với luật chơi. Hai người chơi phải đối mặt với 10 câu hỏi được niêm phong. Người chơi lần lượt trả lời các câu hỏi cho đến khi trả lời sai và hoán đổi vị trí cho người còn lại. Mỗi câu hỏi chứa phần tiền thưởng tương ứng với độ khó, trong đó có 2 câu hỏi may mắn chứa phần thưởng lớn tới 10 triệu đồng, chưa kèm giá trị câu hỏi. Cuộc chơi sẽ kết thúc ở câu thứ 6. Người còn được đứng lại trên bục chơi chính sau 6 câu sẽ là người chiến thắng và hưởng toàn bộ số tiền kiếm được ở cả chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với những người không thể thiếu được trong chương trình, đó chính là tổ cố vấn. Xin được giới thiệu tiến sĩ Lưu Hải Yến, giảng viên khoa pháp luật hình sự trường Đại học Luật Hà Nội. Trung tá thạc sĩ Nguyễn Đức Hiền, giáo viên môn pháp luật giao thông đường bộ trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự Bộ Tổng cục Kỹ thuật. Và đương nhiên rồi, chúng ta không thể thiếu được những người chơi chính. Người chơi ở vị trí thứ nhất đó là bạn Nguyễn Văn Mão, nghệ nhân chế tác sáo, 16 lần đi thi đại học. Người thứ hai là bạn Đoàn Thị Hà Giang, cô gái Thái gặt hái rất nhiều giải công nghệ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen để hiểu thêm. Đoàn Thị Hà Giang, cái tên này hình như là chắc bố mẹ đặt cho là có ý nghĩa gì đúng không? Bố mẹ cháu không liên quan gì đến Hà Giang hết. Thế tại sao lại đặt tên là Hà Giang? Tại vì là tên đệm của cháu là họ của mẹ cháu. Cái tên mang ý nghĩa của gia đình hả? Vâng ạ. Cháu là cô gái dân tộc Thái. Dạ vâng, nhưng mà cháu không phải gốc người Thái, gốc Thái Bình ạ. Cháu đẻ Điện Biên thôi nhưng mà gốc Thái Bình à? Vâng ạ. Bạn Mão, bạn là nghệ nhân chế tác sáo thì bạn đã chế tác những loại sáo gì? Xin chào tất cả mọi người và chào anh Tử Long cùng bán cố vấn. Công ty của em sản xuất và chế tác tất cả những loại sáo mà hiện có tại Việt Nam, bao gồm có sáo mèo hay còn gọi là sáo hơ mông, những chiếc sáo ngang, những chiếc đồng tiêu và những chiếc sáo dọc, những chiếc sáo bầu nữa. Đó là những chiếc sáo mà vẫn phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay. Bây giờ có lẽ chúng ta thay đổi không khí một chút. Em có thể tặng khán giả truyền hình cũng như mọi người một giai điệu ngắn thôi nhưng nó thể hiện được hơi thở người vùng cao với tiếng sáo mèo được không? Em sẽ gửi tới chúng ta một đoạn rất là quen thuộc của bài Xuân Về Trên Bản Mông. Cảm ơn tiếng sáo của Mão rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề của chương trình và có kèm theo câu hỏi mỗi tuần một điều luật. 14.242 vụ tai nạn giao thông làm chết 6.204 người, bị thương 10.976 người. Ước tính trung bình mỗi ngày có hơn 66 vụ tai nạn giao thông và 29 người chết. Đó là số liệu về tình hình tai nạn giao thông 7 tháng vừa qua của năm 2024. Giao thông là vấn đề mà mỗi người trong xã hội đều có thể gặp phải mỗi ngày, mỗi giờ. Và bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể là một trường hợp nằm trong những con số quá lớn kể trên. Nếu như chúng ta không nắm rõ và tuân thủ luật giao thông đường bộ nói chung và luật trật tự an toàn giao thông nói riêng. Thì bản thân tôi cũng đã chứng kiến một đồng chí là sinh viên nhưng mà đi xe máy dùng điện thoại thì rất đáng tiếc là xảy ra tai nạn. Vào trời mưa mình đã từng nhìn thấy những cái bạn mặc áo mưa lè xòe và bị quấn vào bánh xe để xảy ra những cái tai nạn rất là nguy hiểm. Hôm trước thì em có gặp một vụ tai nạn đi xe máy và anh say rượu đã va chạm với lại một chiếc xe taxi và bị ngã luôn ra đấy. Em thấy là khi mà tham gia giao thông ấy mà đã sử dụng các chất kích thích rượu bia thì rất là nguy hiểm, liên quan trực tiếp đến tính mạng của mọi người. Tham gia giao thông thì tuyệt đối không được dùng ô, dùng điện thoại và phải quan sát kỹ và tập trung để tránh những việc đáng tiếc xảy ra. Ai cũng sẽ cần hiểu và tuân thủ luật giao thông. Đầu tiên là công tác tuyên truyền giáo dục để hiểu, nắm rõ luật giao thông khi có các cái điều chỉnh mới nhất. Cái thứ hai là các cái khẩu hiệu biển bảng để mọi người khi tham gia giao thông nhìn thấy cái khẩu hiệu đó đã nhớ và chấp hành. Đối với chúng tôi thì quy định rất rõ ràng trong cái việc mà chấp hành luật giao thông khi đi ra ngoài thì tất cả đều phải đầy đủ giấy tờ và kiểm tra nồng độ cồn đảm bảo mới được ra ngoài. Đây là một cái việc quy định rất nghiêm ngặt đối với kho dự phòng 6. Một cái điểm nữa là chúng tôi thường xuyên kiểm tra cái kỹ năng điều khiển phương tiện cá nhân. Thông qua chương trình Luật Siêu Dễ, chúng tôi mong muốn lan tỏa những thông tin về luật giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông. Những thông tin không hề xa vời mà hiện diện trong cuộc sống mỗi ngày của mỗi người trên mỗi cung đường để mỗi người trong chúng ta đều luôn ghi nhớ mỗi khi tham gia giao thông. Tính mạng con người nằm trong cách chúng ta điều khiển phương tiện giao thông.
Vì thế nên, luật giao thông hãy không lơ là. Vừa rồi là chủ đề của tuần này. Luật giao thông, tôi, Nguyễn Minh Đức, kho Duyên 16 cùng xe máy Tổng cục Kỹ thuật xin được gửi tới các bạn nội dung câu hỏi mỗi tuần một điều luật. Trường hợp nào sau đây, người lái xe không được phép vượt? A. Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường. B. Không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt. C. Xe chạy trước đang có tín hiệu vượt xe khác. D. Khi điều kiện thời tiết bảo đảm an toàn trong việc vượt. Cán bộ, chiến sĩ, cục xe máy, tổng cục kỹ thuật. Chúc các bạn thi tốt! Như vậy là chủ đề đã có và câu hỏi chúng ta đã có. Bây giờ tôi sẽ đếm ngược để các bạn sẽ cùng nhau bấm chuông xem ai là người giành quyền trả lời trước. 5, 4, 3, 2, 1, bấm chuông. Cô gái đến từ Điện Biên. Bây giờ cháu đã được nghe câu hỏi rồi. Dạ vâng ạ. Cháu sẽ lựa chọn đáp án nào sau đây? Theo cháu thì là cháu sẽ chọn đáp án A. Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường thì mình sẽ không được vượt. Cháu phải nhớ là xe chuyên dùng ở đây, ví dụ là xe chở rác cũng là xe chuyên dùng, xe chở tiền cũng là xe chuyên dùng, xe chở nước cũng là xe chuyên dùng. Thế thì cháu sẽ thay đổi đáp án ạ. Không được phép vượt. Thì cháu đang phân vân giữa đáp án B và đáp án C. Đáp án của cháu đưa ra? Cháu chọn đáp án B. À không, không được phép vượt. Cháu chọn đáp án C ạ. Đáp án C, xe phía trước đang có tín hiệu vượt xe khác. Câu trả lời của bạn là đáp án C. Và đáp án này có đúng hay không? Trong này có đáp án A. Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường ấy, theo điểm C khoản 4, khi vượt các xe phải vượt lên bên trái, trừ các trường hợp sau thì có xe chuyên dùng đang làm việc trên đường thì được phép vượt lên bên phải. Vậy có xe chuyên dùng thì vẫn được phép vượt. Đáp án B, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt. Vậy không có xe có nghĩa là đường rộng, mình đủ điều kiện để vượt. Đáp án D là khi điều kiện thời tiết đảm bảo an toàn cho xe, cho việc vượt. Vậy điều kiện thời tiết đảm bảo có nghĩa là tầm nhìn thoáng, hai nữa mình nhìn được xa, vậy vẫn đảm bảo không bị cấm vượt. Vậy xin chúc mừng bạn Giang trả lời đáp án C là đáp án đúng. Mão, nếu được lựa chọn, em có lựa chọn đáp án C không hay em lựa chọn đáp án khác? Nếu được chọn thì em cũng sẽ chọn đáp án C. Bởi vì là không được phép vượt, tức là phải những trường hợp đặc biệt mà ở đây là điều kiện không cho phép. Vì nếu xe trước đang vượt những xe khác thì có nghĩa là cái làn đường dành cho việc vượt nhau là không có, kể cả bên phải hay bên trái. Và đáp án C là đáp án chính xác. Chúc mừng bạn Giang. Ở câu hỏi đầu tiên này bạn đã có 2 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Số tiền nhỏ nhưng mà đủ độ hưng phấn để đứng ở trên này. Xin mời cháu. Chiếc túi tiếp theo gắn liền với những con số, cháu sẽ chọn con số nào? Cháu chọn số 8 ạ. Xin mời, ai cầm số 8? Đây là câu hỏi trị giá 1.500.000 đồng. Người điều khiển xe gắn máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg/100ml máu hoặc chưa vượt quá 0.25mg/1 lít khí thở thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời gian bao lâu? A. Từ 3 đến 5 tháng. B. Từ 10 đến 12 tháng. C. Từ 16 đến 18 tháng. D. Từ 22 đến 24 tháng. Đây là một trong những câu hỏi liên quan đến nồng độ cồn, và ở đây thì cần phải đưa ra đáp án tương thích. Đó là với nồng độ cồn như thế này thì đáp án nào sẽ là đáp án mà cháu lựa chọn? Theo như cháu thì là đáp án A, từ 3 đến 5 tháng thì quá ngắn, và đáp án D là từ 22 đến 24 tháng thì lại quá dài. Cháu đang phân vân giữa đáp án B và đáp án C là từ 10 đến 12 tháng và từ 16 đến 18 tháng. Theo cá nhân cháu nghĩ là cháu sẽ chọn đáp án B. Rất nhanh và đơn giản. Đáp án cuối cùng của cháu là? Cháu chọn đáp án B ạ. B. Mão, đây là một câu hỏi không đơn giản đâu. Nếu là em thì em sẽ chọn đáp án mấy? Với cái nồng độ cồn thì mọi người là biết là khi lái xe đây là không được có nồng độ cồn ở trong máu. Cho nên là đối với em là phải phạt thật nặng. Chính vì vậy em sẽ chọn là 22 đến 24 tháng. 22 đến 24 tháng, tức là sẽ tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong vòng 2 năm không được lái đấy. Khoảng 20 tháng. 20 tháng. Nhưng mà theo cháu thì cái nồng độ cồn này cũng không quá là cao, và như thế thì là quá lâu ạ. Cháu vẫn giữ quyết định của cháu là đáp án B. Ở câu số 8 này, và đáp án của bạn ấy là đáp án B. Đối với này xử phạt vi phạm hành chính, đối với này sử dụng nồng độ cồn thì có 3 mức. Mức thứ nhất chưa vượt quá 50mg/100ml máu, hoặc là chưa vượt quá 0.25mg/1 lít khí thở. Mức thứ hai là đã vượt quá 50mg/80mg/100ml máu. Và mức thứ ba là trên 80 và trên 0.4. Vậy theo nghị định xử phạt, mức thứ ba là 22 đến 24 tháng, mức thứ hai 16 đến 18 tháng,
tháng và mức thứ nhất chưa vượt quá thì là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng. Vậy xin chúc mừng Khánh Giang trả lời đáp án B là đáp án đúng. Như vậy là đáp án B là đáp án chính xác. Cháu suy luận theo logic của cá nhân hay là cháu đã nghe qua về trường hợp này rồi? Cháu đã từng tìm hiểu rồi ạ. Nhưng mà cháu không nhớ kỹ, cháu chỉ nhớ các mức phạt tiền thôi ạ. Cháu không nhớ kỹ về các cái mức tước quyền giấy phép lái xe ạ. Cái việc nhớ ít hay nhớ nhiều thì ít nhất cháu cũng đã từng được đọc qua hoặc tìm hiểu qua. Vâng ạ. Và đây là đáp án chính xác, xin chúc mừng cháu. Hiện tại số tiền trong tài khoản của cháu đến bây giờ sẽ là 3.500.000. Bây giờ là câu hỏi rất quan trọng ở mức thứ 3. Nếu trả lời được, cháu sẽ có quyền đổi câu hỏi để tìm ra những câu hỏi dễ hơn hoặc những câu hỏi mệnh giá cao hơn. Tiếp theo cháu sẽ chọn chiếc túi số mấy? Cháu xin chọn số 2 ạ. Số 2, ai đang cầm chiếc túi số 2? Câu hỏi trị giá 3 triệu đồng. À, cao đấy. Tuân sinh sống gần đường quốc lộ và làm nghề sửa xe máy, xe đạp. Tuân đã có hành vi rải đinh và vật sắc nhọn ra đường gần khu vực cửa hàng của mình. Một lần, anh Nhàn đi xe máy qua khu vực Tuân rải đinh, xe cán phải đinh nổ lốp dẫn đến anh Nhàn bị tai nạn tử vong. Hành vi của Tuân bị xử lý như thế nào? A. Xử phạt hành chính về hành vi rải đinh trên đường. B. Xử phạt hành chính về hành vi cản trở giao thông đường bộ. C. Xử lý hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ. D. Xử lý hình sự về tội vô ý làm chết người. Rải đinh mà lại còn gây ra tai nạn và anh này còn tử vong nữa, theo cháu là phải xử phạt hình sự. Và cái hành vi này là anh ấy cố tình làm để mua chuộc lại lợi ích của bản thân mình. Cháu xin phép chọn đáp án D ạ. Đáp án D, xử lý hình sự về tội vô ý làm chết người. Vâng, tại vì anh ấy cũng không thể nào mà ngờ được cái tình huống mà anh ấy gây ra ấy, có thể là gây tử vong, nên là cháu chọn đáp án D ạ. Còn chàng trai thổi sáo? Em cũng sẽ chọn đáp án D, cũng lựa chọn đáp án E. Ở đây thì chắc là các bạn sẽ căn cứ vào cái hậu quả hành vi của anh Tuân. Đấy là làm cho một cái người tham gia giao thông cán phải cái đinh và bị tai nạn tử vong. Các bạn căn cứ vào đấy để xác định đây là vô ý làm chết người. Thì về lỗi thì là đúng, đây chính là lỗi vô ý làm chết người. Tuy nhiên tội danh thì không đúng. Bởi vì trong trường hợp này quy định tại điều 261 của Bộ Luật Hình sự, khoản 1 về tội cản trở giao thông đường bộ. Có rất nhiều cái hành vi cản trở giao thông đường bộ khác nhau. Ví dụ như để các cái phế liệu ra đường, trong trường hợp này là giải đinh, giải vật sắc nhọn ra đường, thì đều là những hành vi có tính chất là cản trở giao thông đường bộ. Thông thường thì những cái hành vi này chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính thôi. Thế nếu để mà xử lý hình sự thì theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 261 thì phải gây ra hậu quả chết người thì mới xử lý hình sự. Như vậy cái hậu quả chết người này nó là một cái yếu tố để định tội đối với cái tội cản trở giao thông đường bộ. Chính vì vậy trong trường hợp này nếu hành vi của anh này chỉ giải đinh mà không gây hậu quả chết người thì anh ấy không bị xử lý hình sự. Nhưng nếu mà hành vi này gây ra hậu quả chết người thì hành vi của anh sẽ cấu thành tội cản trở giao thông đường bộ. Nên là phương án đúng phải là phương án C. Rất tiếc. Cháu có thắc mắc gì về giải đáp vừa rồi của tiến sĩ Lưu Hải Yến không? Cháu có. Cháu vẫn đang thắc mắc là tại sao khi mà vô ý làm tử vong như thế mà nó lại chỉ là buộc về cái tội cản trở thôi ạ. Trong Bộ Luật Hình sự, nếu như hành vi mà cản trở giao thông đường bộ thì không bị xử lý hình sự nếu không gây ra hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Thì ở trong trường hợp này, Luật Hình sự chỉ xử lý khi mà hành vi cản trở giao thông đường bộ này gây hậu quả chết người thì bắt đầu mới xử lý, bắt đầu thôi. Tức là nó sẽ còn những cái khung tiếp theo là chết nhiều người hơn thì sẽ còn xử lý nặng hơn. Và thực ra thì cái hình phạt nó không nhẹ đâu ạ. Hình phạt đối với cả khoản 1 điều 261 về tội cản trở giao thông đường bộ là phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nên là cái mức hình phạt nó cũng khá là nghiêm khắc đối với hành vi này. Cháu đã cảm thấy thỏa đáng chưa? Dạ rồi ạ. Vậy thì tiền thì giữ ở chương trình, còn chỗ thì lại phải đổi đấy. Người chơi đều có những quan điểm và góc nhìn riêng của mình. Chính vì vậy tôi mới cần đến ban cố vấn. Chàng trai thổi sáo, em thấy những câu hỏi của chương trình có gây khó cho em không? Từ nãy giờ là em 3 câu thì em đã trả lời sai mất 2 câu. Không sao, bởi vì ở dưới đấy em có quyền nói sai. Yeah. Đứng ở trên này mà em nói sai thì đồng nghĩa với việc là em lại đổi chỗ thêm một lần nữa. Con số em lựa chọn sẽ là chiếc túi mang số mấy? Con số em lựa chọn đó là chiếc túi mang số 6. Số 6, ai cầm số 6? Câu hỏi số 6 á, câu hỏi trị giá 4 triệu đồng ạ. Úi dồi ôi, một phát ăn ngay. Trung 19 tuổi và Quyên 20 tuổi khi tập luyện thể thao thì rủ nhau đua xe đạp. Trong lúc đua, Trung đã đâm vào một bà cụ đang sang đường. Bà đi trên vạch kẻ đường cho người đi bộ, làm bà cụ ngã đập đầu xuống đường và tử vong. Theo anh chị, Trung phạm tội gì? A. Tội vô ý làm chết người. B. Tội đua xe trái phép. C. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. D. Tội đua xe trái phép và tội vô ý làm chết người. Cũng có những nét khá là tương đồng với câu hỏi trước đấy.
Rõ ràng là hai bạn này đang đua xe. Cảm tưởng như giống như câu lúc trước ấy, thì đó là rải đinh và vô ý cũng làm trên người. Nhưng mà nó chỉ khác một chỗ là các bạn ấy là đấm trên người trực tiếp, và còn cái đinh thì nó là sau này nó mới gây ra hậu quả. Cái câu này thì lúc đầu cứ tưởng nó khó, nhưng mà thực ra nó cũng không hề đơn giản. Tôi vô ý làm chết người thì là chắc là cũng chưa đủ, bởi vì nó còn liên quan đến là hành vi đua xe nữa. Còn nếu mà bế thì tôi đua xe thì lại cũng chưa đủ, bởi vì nó lại còn gây ra chết người nữa. Về tội vi phạm về quy định tham gia giao thông đường bộ thì các bạn này là đua xe trái phép và vô tình làm chết người. Thì theo em, đáp án cuối cùng là đáp án D. D. Bởi vì em thấy nó đầy đủ cả hai cái yếu tố trong đấy, đó là hai bạn ấy rõ ràng đua xe và vô tình làm chết người. Nhưng bạn ấy đua xe ở đây là do hai bạn quy định. Cũng hợp lý. Pháp luật có căn cứ vào các bạn ấy đua xe đâu, phải đua xe là các bạn quy định đua thôi. Qua cái câu của anh Từ Long thì em đã thấy nó rất là hợp lý và đang muốn thay đổi lại cái đáp án của mình, đó là vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Nhưng mà lại gây chết người đấy. Và khi vi phạm quy định giao thông đường bộ thì chắc chắn nó sẽ liên quan đến nhiều cái yếu tố đằng sau nữa, đó là có thể gây chết người hoặc gây bị thương, hoặc là có thể là làm ảnh hưởng rất nhiều yếu tố khác nữa, giống như câu hỏi lúc trước. Vậy thì đáp án cuối cùng của em là gì? Vậy đáp án cuối cùng của em đó là đang phân vân quá. Em phải đọc lại một lần nữa cho chắc chắn. Trong lúc đua thì đã đấm phải một bà cụ sang đường. Nhưng mà trong cái nội dung của câu hỏi này thì rõ ràng là đua xe rồi. Đua xe không phải là dự kiện chính đúng không? Dạ, nhưng mà dự kiện câu hỏi thì nào đó là đua xe. Em vẫn chọn đáp án D. Vẫn chọn đáp án D. Dạ. Giang thì sao? Lúc đầu thì cháu cũng nghĩ là cháu chọn đáp án D, nhưng mà sau khi mà nhận được sự gợi ý từ chú thì cháu nghĩ là đáp án C là đáp án đúng ạ. Cháu thì C. Còn Mão? Vâng ạ. Em chọn đáp án D. Vẫn chọn đáp án đi. Không nghe theo lời tư vấn của bạn Giang đúng không? Yeah. Như vậy là đã có những ý kiến rất là trái chiều. Ở đây thì chắc là có một cái dữ kiện mà các bạn sẽ cảm thấy nó hơi rối một tí, đấy là cái hành vi đua xe. Tuy nhiên trong bộ luật hình sự điều 266 quy định về tội đua xe trái phép thì có gây ra hậu quả chết người thì cũng sẽ bị xử lý hình sự. Tuy nhiên quy định của bộ luật thì chỉ đua đối với những cái loại xe như là xe ô tô, xe gắn máy hoặc là những cái loại xe có gắn động cơ. Thế còn đua xe đạp thì lại không thuộc phạm vi điều chỉnh của điều 266 về tội đua xe trái phép. Thế nên là ở trong trường hợp này thì sẽ không thể là phương án D được. Thế còn phương án C thì tôi cũng rất là tiếc, lúc đấy cũng hồi hộp mà không biết là bạn có thay đổi cái đáp án của mình theo gợi ý của MC không. Anh ấy đã đưa ra những cái gợi ý rất là sát, mặc dù là nó không trực tiếp vào câu hỏi nhưng mà giúp bạn tập trung vào những cái dữ kiện chính của đề bài. Thì ở đây hành vi của Trung, nếu như mà là đua xe thì sẽ phải là hai người đều bị xử lý, nhưng ở đây chỉ có hành vi của Trung gây tai nạn thôi, và trong trường hợp này thì Trung đã có cái hành vi bị cấm theo quy định tại khoản 6 điều 8 của luật giao thông đường bộ, đấy là hành vi đua xe, cổ vũ đua xe, tổ chức đua xe trái phép, lạng lách đánh võng. Đây là hành vi bị cấm theo quy định của luật giao thông đường bộ, và vì hành vi này gây hậu quả chết người nên sẽ bị xử lý hình sự theo điều 260 của bộ luật hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bởi vì nó gây ra hậu quả chết người thì sẽ xử lý hình sự về cái tội phạm này, và phương án đúng là phương án C, giống như là của bạn Giang và anh Tử Long gợi ý. Rất là tiếc, chia buồn với bạn. Như vậy là số tiền vẫn ở lại với chương trình và em lại tiếp tục đổi chỗ cho anh. Cố lên tiếp. Bây giờ cháu sẽ chọn số mấy nào? Cháu xin phép chọn số 7. Số 7, ai là người giữ chiếc túi số 7? Đây là câu hỏi có trị giá là 1 triệu đồng. Người điều khiển xe ô tô vi phạm hành vi nào sau đây thì bị giữ phương tiện tối đa đến 7 ngày? A. Chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ. B. Lùi xe trên đường cao tốc. C. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h. D. Không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Câu hỏi này khá là khó đấy. Cháu cũng thấy khá là khó. Vậy thì cháu hãy tập trung vào phân tích những cái dữ kiện đáp án nào mà nó có thể là không liên quan đến những cái đáp án còn lại. Người điều khiển ô tô vi phạm hành vi nào sau đây thì bị giữ phương tiện tối đa đến 7 ngày? Theo cháu thì là chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ. Cháu thấy phương án này khá là hợp lý. Lùi xe trên đường cao tốc thì cháu nghĩ là sẽ phải xử phạt nặng hơn. Điều khiển chạy xe quá tốc độ quy định trên 35 km thì cái này hình như là phải vừa phạt hành chính và phải tước giấy phép lái xe. Còn đáp án D là không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, thì cháu đang thắc mắc giữa phương án A và phương án D. Với đáp án như là điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h thì bây giờ chạy trong thành phố, tùy những tuyến phố quan trọng người ta mới quy định chạy tốc độ thấp như thế thôi. Chứ còn nếu điều khiển chạy quá tốc độ quy định trên 35, có thể là 36 mà đã bị phạt như thế thì ác quá. Không, theo cháu hiểu ở đây lại là khác ạ. Điều khiển ở đây, điều khiển chạy quá tốc độ quá quy định trên 35 km, có nghĩa là tốc độ quy định là 50 thì chú chạy 85 thì là quá 35 rồi thì... Cũng có thể là như thế. Nhưng mà theo ý hiểu của cháu thì lại là như thế ạ. Cháu đang phân vân giữa đáp án A và D. Chạy tốc độ mà trên 35 km/h, nếu là chạy ở
120 mà trên 35 thì chắc là nặng lắm. Vâng. Nhưng mà bây giờ cho chạy 40 mà trên 35 thì lại phải xem là chạy ở đường nào và quy định là bao nhiêu. Chú nghĩ cái đáp án này là đáp án nó hơi mông lung một chút. Thế thì có được à? Thì có thể loại trừ. Lùi xe trên đường cao tốc thì cái này khá là nguy hiểm. Cháu nghĩ là cháu có thể loại trừ đầu tiên. Cháu vẫn đang phân vân giữa A và D. Vậy thì đáp án cuối cùng của cháu sẽ là gì? Cháu sẽ chọn đáp án A. A, chạy quá tốc độ, đuổi nhau trên đường bộ. Thế còn Mão? À, thế em nghĩ thì em sẽ chọn đáp án B. B. Lùi xe trên đường cao tốc. Tại vì em cũng đã từng điều khiển quá tốc độ rồi và đã bị giữ giấy phép lái xe, chứ cũng chưa bị xử phạt là giam giữ xe. Cho nên là em loại A và C. Thì chỉ còn B và D thì em sẽ chọn đáp án B. Và người chơi của chúng ta là bạn Giang, bạn sẽ chọn đáp án nào? Nhưng mà bây giờ cháu phân tích lại thì giữa đáp án A và đáp án C lại khá giống nhau. Đáp án cuối cùng của cháu là gì? Cháu chọn D ạ. D. Vâng. Theo quy định của Nghị định 100 sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, điểm A khoản 1 điều 82, người ta có quy định rõ là ngoài xử phạt về tiền và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe ra thì còn một số những hành vi điều khiển xe trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, trừ các xe được ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, giữ xe 7 ngày. Vậy đáp án B là đáp án đúng. Như vậy đáp án B mới là đáp án chính xác. Vâng. Nhưng mà cháu vẫn thắc mắc là tại vì là lùi xe trên đường cao tốc cháu thấy khá là nguy hiểm ấy, mà lại chỉ bị giữ phương tiện có 7 ngày và người ta còn bị xử phạt rất nhiều. Người ta còn nữa. xử phạt tiền từ 10 đến 12 triệu. Nếu như xảy ra va chạm chưa đến mức truy cứu hình sự thì xử phạt là từ 16 đến 18 triệu và sau đó là còn giữ xe trong 7 ngày nữa. Vâng, không phải là giữ xe không. Và như vậy thì câu hỏi này mệnh giá nó không cao lắm, nó có mỗi 1 triệu thôi. Nhưng mà cuối cùng thì thắc mắc của cháu cũng đã được giải đáp. Và việc cháu chưa đưa ra được đáp án chính xác thì cháu lại tiếp tục đổi chỗ cho chàng trai sáo mèo của tôi. Cố lên anh. Bây giờ câu hỏi thứ 6 cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình. Em sẽ chọn số mấy? Em chọn số 10. Số 10, ai giữ số 10? Câu hỏi này trị giá 3 triệu 500 nghìn đồng ạ. Châu 19 tuổi đã đồng ý cho Giao 15 tuổi mượn xe máy của mình để đi chơi. Trên đường đi, Giao đã không chú ý quan sát và gây tai nạn khiến một người tử vong. Châu phải chịu trách nhiệm như thế nào trong trường hợp này? A. Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông. B. Xử lý hình sự về tội giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. C. Bị xử lý hình sự về hành vi đồng phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông. Và D. Không phải chịu trách nhiệm gì. Câu hỏi này cũng không khó lắm đâu. Những dữ kiện trong câu hỏi này về cơ bản chúng ta đã nhận biết được. Chỉ có điều là chúng ta sẽ áp nó vào với câu trả lời nào thôi. Về cái câu hỏi này thì cũng rất là hay. Thì trước hết thì bốn câu này em sẽ loại ngay câu D. Đó là không chịu trách nhiệm gì. Bởi vì cái tuổi 15 là cái tuổi chưa được điều khiển xe rồi. Còn ba câu nữa thì câu C, bị xử lý hình sự về hành vi đồng phạm, thì lại cũng giống như hai cái câu trước ấy. Thì cái này là cũng chưa biết được là nó có xảy ra hậu quả hay không. Thì là cũng chưa thể là bảo là đồng phạm hay không nữa. Thì em có thể loại câu C. Thì còn câu A và câu B, giả sử cái trường hợp này mà không gây ra tai nạn mà đi chơi thông thường ấy, mà bị xử lý hình sự với cái tội cho các bạn ấy mượn xe thì cũng thấy hơi nặng. Xử phạt vi phạm hành chính về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Thì em sẽ phân vân giữa hai đáp án đó là A và B. Thì đúng rồi, còn gì, em loại trừ mấy cái kia rồi thì còn có mỗi A và B thì còn phân vân gì nữa. Đúng rồi, bị xử lý hình sự về tội giao người không đủ điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thì theo em thì là đáp án A, đó là xử lý vi phạm hành chính vì giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông. Vậy là đáp án A. Thế còn Giang? Cháu cũng chọn đáp án A, tại vì cháu nghĩ là đây chỉ là cho mượn thôi, chứ còn người trực tiếp gây ra tử vong thì lại không phải là bạn ấy. Nhưng mà nó chỉ gãy chân gãy tay thôi thì câu chuyện đấy lại khác. Còn đây là gây tai nạn mà dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Cháu nghĩ là A. Cũng một dữ kiện ấy. Nhưng mà nếu như cho mượn xe máy mà chỉ gây tai nạn thôi nhưng không gây hậu quả nghiêm trọng thì mức độ sẽ khác nhau đấy. Tức là với em thì là cháu phải chịu trách nhiệm gì thì đã đáng hỏi cái trách nhiệm của cháu. Thì còn lại cái bàn kia, bàn gây tai nạn thì bàn cũng sẽ có phần trách nhiệm khác. Đúng nữa. Rồi, thì đương nhiên là ở đây câu hỏi là trách nhiệm của Châu chứ. Đúng rồi. Còn bạn 15 tuổi kia thì bạn ấy sẽ có một cái khung hình phạt khác với bạn ấy. Thì em vẫn cứ chọn đáp án A. Đáp án A đúng không? Chịu trách nhiệm vi phạm hành chính.
Như vậy là cả hai người chơi của chúng tôi đã rất đồng quan điểm, họ rất kiên định với câu trả lời của mình. Bạn có hồi hộp không? Em cũng không hồi hộp lắm, em nghĩ là nó đúng. Vâng, bạn rất là tự tin về câu trả lời của mình. Trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng là đa số mọi người sẽ nghĩ giống như bạn, bởi vì là cái người mà trực tiếp gây tai nạn và làm cho người khác chết thì lại không phải là cái người cho mượn xe, mà là cái người điều khiển xe cơ. Và cái người cho mượn xe thường không quan tâm đến cái trách nhiệm của mình, bởi vì là ai là người gây ra thì người đấy phải chịu. Còn việc của tôi là tôi chỉ cho anh mượn xe, còn điều khiển là việc của anh. Và cái suy nghĩ chỉ xử lý hành chính ấy là một cái suy nghĩ rất là nguy hiểm, bởi vì nếu như trong trường hợp giao xe cho người mà mình biết rõ rằng họ không đủ điều kiện để điều khiển các cái phương tiện giao thông đấy thì vô cùng nguy hiểm. Khi họ gây ra hậu quả nghiêm trọng thì cái người mà cho mượn xe, cái người giao xe đấy vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp này thì hành vi của Châu sẽ cấu thành cái tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 264. Và trong trường hợp này phương án bị bạn loại trừ là phương án B, là phương án chính xác. Em có cảm thấy thỏa đáng với giải thích của chương trình không ạ? Điều ấy có nghĩa là hôm nay các em đã rất yêu quý chương trình nên là không nỡ nhận một đồng nào từ chương trình cả. Và cái chương trình cho hai người ở đây đó chính là những kiến thức rất mới về luật an toàn giao thông đường bộ. Xin mời ai có vấn sẽ lên tặng kỷ niệm chương cho bạn Mão và chụp ảnh lưu niệm với chương trình. Cảm ơn hai cố vấn, xin cảm ơn hai người chơi, cảm ơn sự cổ vũ cũng như chú ý theo dõi của tất cả khán giả trong trường quay và đặc biệt các khán giả xem truyền hình. Chương trình của chúng tôi được sản xuất dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo đề án 1371 Bộ Quốc phòng do Đài truyền hình Việt Nam và Vụ pháp chế Bộ Quốc phòng phối hợp thực hiện. Bây giờ chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.